rửa xe vừa và nhỏ, Humisai đã cho ra đời các dòng sản phẩm máy rửa xe cao áp với đa dạng về mẫu mã, công suất, giá thành để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Ngày hôm nay thì Mai Yến sẽ giới thiệu với mọi người về một chiếc máy rửa xe xịn sò đến từ thương hiệu đình đám Humisai với tên model là Humisai KMF 80/2.2 với thiết kế nhỏ gọn và công suất lên đến 2.2 kW, rất phù hợp với hộ gia đình hay là các tiệm rửa xe vừa và nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm này nha. Các model máy rửa xe đến từ thương hiệu Humisai đều được sản xuất với công nghệ tiên tiến, đảm bảo độ bền đẹp, chắc chắn, hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ, có thể phục vụ liên tục trong thời gian dài, ổn định, và KMF 80/2.2 cũng không phải là ngoại lệ. Máy được thiết kế với phần khung rất chắc chắn và cứng cáp, có khả năng chống ăn mòn và dỉ sét cao. Ngoài ra, các chi tiết khác của máy cũng được hoàn thiện một cách rất chỉnh chu. Mặc dù là dòng máy rửa xe cao áp, thế nhưng Humisai KMF 80/2.2 lại có thiết kế gọn nhẹ hơn rất nhiều so với các dòng máy cao áp khác, đồng thời dễ dàng di chuyển và lưu trữ nhờ thiết kế tay đẩy và bánh xe linh hoạt. Ngoài ra thì việc sử dụng nhiệt áp một pha cũng là một điểm rất phù hợp cho các hộ kinh doanh gara vừa và nhỏ. Áp lực phun tiêu nước tối đa đạt 83, tương đương 1300 PSI, có thể làm sạch dễ dàng các vết bẩn khó xử lý bám ở gầm xe, bánh xe. Có khả năng đánh bật các vết bùn đất, mảng bám trên bề mặt một cách nhanh chóng và hiệu quả ngay lần xịt đầu tiên. Nhờ có khả năng hoạt động bền bỉ và ổn định, chiếc máy Humisai KMF 80/2.2 này có thể xịt rửa từ 25 đến 35 chiếc xe trên một ngày. Trong quá trình sử dụng, người dùng hoàn toàn có thể điều chỉnh áp lực phun nước bằng cách vặn núm điều chỉnh để phù hợp với mục đích sử dụng. Nhờ đó mà cũng ứng dụng được rất nhiều vào mục đích khác nhau như phun rửa xe máy, ô tô, sân vườn, chuồng trại hay dùng trong lĩnh vực công nghiệp để phun rửa máy móc, các hoạt động khai thác khoáng sản, nông nghiệp, v.v. Đi kèm với máy là bộ phụ kiện chất lượng bao gồm. Và đặc biệt bộ 3 bếp phun 0 độ, 25 độ, 40 độ tạo ra nhiều kiểu tia nước khác nhau phù hợp để xịt rửa nhiều vị trí khác nhau hiệu quả hơn. Như vậy là Mai Yến vừa giới thiệu với mọi người về chiếc máy rửa xe Humisai KMF 80/2.2 với những đặc điểm kể trên. Đây chắc chắn sẽ là một chiếc máy rất đáng để đầu tư đấy ạ. Để sở hữu sản phẩm này thì quý vị khách hàng hãy liên hệ đến số hotline hoặc là để lại thông tin bên phía dưới để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.